Đức là đội đầu tiên chính thức ghi tên mình ở vòng 2 của Euro 2024 chỉ sau 2 lượt trận. Vậy thì trận đấu cuối vòng bảng có còn được họ thực sự quan tâm hay không? Đó là một câu hỏi có ý nghĩa rất quan trọng với Thụy Sĩ dù họ đã đến khá gần với tấm vé đi tiếp. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sôi động cùng Euro số 25. Một trận hòa sẽ là kết quả khiến cả Thụy Sĩ và Đức cùng hưởng niềm vui khi chủ nhà thì chắc ngôi đầu bảng, còn đội bóng xứ đồng hồ thì chính thức đứng thứ hai. Nhưng bóng đá không phải là một cuộc thương lượng và hai đội chỉ có thể đạt được mục tiêu nếu thi đấu với quyết tâm cao nhất. Hãy nhìn cách họ chuẩn bị để xem độ quyết tâm của hai bên đến đâu. Ở lượt trận đấu thứ hai, Đức đánh bại Hungary và Thụy Sĩ hòa Scotland. Như vậy, Đức với 6 điểm sau 2 trận đã chính thức có vé vào chơi vòng 1/8 Euro 2024. Thụy Sĩ 4 điểm, hiệu số dương 2, đang tạm xếp thứ 2 và sẽ gặp Đức ở lượt trận cuối vòng bảng. Trong khi ở trận đấu cùng giờ, Scotland 1 điểm, hiệu số âm 4 và Hungary 0 điểm sẽ đối đầu nhau. Về lý thuyết, cả 3 đội còn lại đều vẫn còn cơ hội đi tiếp. Tính ra, Thụy Sĩ có cơ hội đi tiếp cao nhất vì đang hơn Scotland xếp thứ 3 cả về điểm số lẫn hiệu số bàn thắng bại, dương 2 so với âm 4. Ngoài ra, Đức đã giành vé đi tiếp nên khả năng sẽ không cố đá ở lượt trận cuối với Thụy Sĩ. Ngay cả khi Thụy Sĩ thua Đức, còn Scotland thắng Hungary ở lượt trận cuối, thì Thụy Sĩ vẫn có nhiều khả năng xếp nhì bảng A vì đang có lợi thế về hiệu số bàn thắng bại. Tin tốt cho Thụy Sĩ là Đức chắc chắn sẽ không bung sức ở lượt đấu cuối vì họ cần dưỡng quân cho vòng 1/8. Do vậy, huấn luyện viên Galesman có thể sẽ nhắc nhở các học trò chơi thận trọng và làm sao cố gắng bảo toàn vị trí số 1. Nhưng điều đó không có nghĩa là Đức để mặc Thụy Sĩ thích làm gì thì làm. Thụy Sĩ cũng sẽ phải cố gắng để ít nhất có được một điểm trong trận đấu này. Có khả năng màn so tài sắp tới, cả hai sẽ không đá hết sức. Kết quả hòa là đủ để họ dắt tay nhau vào vòng đấu tiếp theo. Theo Spormo đánh giá, xét về phong độ hiện tại, Thụy Sĩ và Đức không có sự chênh lệch khi đều bất bại 5 trận gần nhất. Ở 4 lần đối đầu gần đây, mỗi đội có 1 trận thắng và còn lại 2 trận hòa. Với việc không nhất thiết phải đá sống chết với nhau, có khả năng màn so tài sắp tới sẽ kết thúc với kết quả hài lòng cho cả hai đội. Thụy Sĩ nhiều cơ hội đi tiếp ở bảng A. Thụy Sĩ 4 điểm, hiệu số dương 2, đang tạm xếp thứ 2 và sẽ gặp Đức ở lượt cuối vòng bảng. Trong khi ở trận đấu cùng giờ, Scotland 1 điểm, hiệu số âm 4 và Hungary 0 điểm sẽ đối đầu nhau. Về lý thuyết, cả 3 đội còn lại đều vẫn còn cơ hội đi tiếp. Thụy Sĩ có cơ hội đi tiếp cao nhất vì đang hơn Scotland xếp thứ 3 cả về điểm số lẫn hiệu số bàn thắng bại. Ngoài ra, Đức đã giành vé đi tiếp nên khả năng sẽ không cố đá ở lượt trận cuối với Thụy Sĩ. Ngay cả khi Thụy Sĩ thua Đức, còn Scotland thắng Hungary ở lượt trận cuối, thì Thụy Sĩ vẫn có nhiều khả năng xếp nhì bảng A vì đang có lợi thế về hiệu số bàn thắng bại. Trong trường hợp tệ nhất, Thụy Sĩ thua đậm hoặc Scotland thắng đậm, dẫn đến thay đổi về hiệu số, thì Thụy Sĩ vẫn xếp thứ 3 bảng A. Với 4 điểm, họ vẫn còn khả năng tranh vé đi tiếp với tư cách một trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, bởi các đội xếp thứ 3 ở 5 bảng còn lại đều mới đá 1 trận và mới có tối đa 1 điểm. Đức có thể tiếp tục mặc áo sân khách ở trận gặp Thụy Sĩ. Dù là chủ nhà của Euro 2024, nhưng đội tuyển Đức bất ngờ mặc áo sân khách ở trận thắng Hungary ở lượt đấu thứ 2 bảng A. Trên mạng xã hội, các fan có ý kiến khác nhau về vấn đề này. Ở lượt trận thứ 2 bảng Euro 2024, chủ nhà Đức đã dễ dàng đánh bại Hungary 2-0 nhờ các pha lập công của Jamal Musiala và İlkay Gundogan, qua đó sớm giành quyền vào vòng 1/8. Bên cạnh màn thể hiện tuyệt vời của dàn sao, cổ động viên Đức cũng có thắc mắc khi đội nhà mặc áo màu hồng thường dùng cho những trận sân khách thay vì màu trắng trên sân nhà quen thuộc. Trên trang X trước đây là Twitter, cổ động viên đồng loạt thắc mắc. Là chủ nhà của Euro, vì sao lại mặc áo sân khách? Vì sao đội tuyển Đức không mặc áo trắng như quen thuộc? Khó hiểu quá. Đội tuyển Đức hẳn có ý đồ khi lựa chọn trang phục này. Có lẽ đội tuyển Đức muốn trình diễn trang phục. Điều này hoàn toàn phù hợp khi họ đã có trận ra quân đầy màu sắc. Áo đấu sân khách họ vừa chọn trận gặp đội tuyển Hungary cũng sặc sỡ và cuốn hút như lối chơi của họ vậy. Phía Liên đoàn bóng đá Đức giải thích như sau: chúng tôi muốn mang đến tin vui cho cổ động viên Đức là đội tuyển đã đạt doanh số kỷ lục về số áo đấu sân khách được bán. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử kể từ khi đội tuyển Đức tham dự Euro. Chiếc áo này có nhiều màu sắc và Adidas, hãng sản xuất, cho biết nó đại diện cho sự đa dạng của cộng đồng những người ủng hộ đội tuyển Đức. Việc sử dụng áo sân khách cũng là cách để chúng tôi tri ân tất cả những người đã luôn theo dõi và ủng hộ đội bóng trên toàn thế giới. Liên đoàn bóng đá Đức cũng cho biết thêm, nếu không có gì thay đổi, đội tuyển Đức sẽ tiếp tục mặc áo sân khách ở trận đấu cuối vòng bảng gặp đội tuyển Thụy Sĩ. Ở lượt trận cuối vòng bảng,
Đức sẽ gặp Thụy Sĩ, còn Hungary chạm trán Scotland. Cả hai trận đấu này sẽ cùng diễn ra vào 2 giờ rạng sáng ngày 24 tháng 6. Kroos phải dùng thuốc giảm đau để đá ở Euro 2024. Tiền vệ tuyển Đức Toni Kroos phải sử dụng băng dán cơ và thuốc giảm đau để thi đấu ở trận giao quân thắng Scotland 5-1 tại Euro 2024. 4 ngày trước trận mở màn giải đấu trên quê hương, Kroos bắt đầu bị đau cổ dữ dội. Anh nói với em trai Felix rằng sẽ không thể ra sân ở trận gặp Scotland vào tối ngày 14 tháng 6. Cơn đau hành hạ Kroos đến mức anh phải sử dụng băng dán cơ, điều mà tiền vệ 32 tuổi ít khi làm. Kroos tiết lộ với báo chí Đức ngày 18 tháng 6. Tôi không thích sử dụng băng dán cơ, nhưng cơn đau tiếp diễn trong lúc tập luyện và ngày càng tồi tệ hơn. Cuối cùng, nhờ sự kết hợp giữa việc điều trị, băng dán cơ và thuốc giảm đau, tiền vệ tuyển Đức đã có thể ra sân. Anh nói, 98% là nhờ thuốc giảm đau, băng dán giúp ích khoảng 2%, nhưng thuốc giảm đau và điều trị mới là yếu tố quyết định giúp tôi không còn cảm thấy đau trong trận đấu. Kroos thi đấu trói sáng ở trận giao quân của tuyển Đức, chuyền chính xác 101 lần trong 102 đường chuyền, đạt tỷ lệ 99%. Đây là tỷ lệ chuyền chính xác cao nhất tại Euro trong số những cầu thủ chuyền tối thiểu 100 lần một trận từ khi có thống kê này vào năm 1980. Những phương pháp giảm đau giúp Kroos thi đấu đến phút 80 trước khi nhường chỗ cho Emre Can. Kroos cho biết, sau cùng tôi cảm thấy ổn trong cả trận đấu, không có vấn đề gì xảy ra và mọi thứ đang tiến triển tốt. Tôi hài lòng với màn trình diễn của mình, đặc biệt là khi xét đến những gì đã xảy ra. Cựu tiền vệ Real Madrid khẳng định, thể trạng của anh đã được cải thiện nhưng chưa sung mãn nhất. Dù vậy, Kroos lạc quan rằng anh sẽ sẵn sàng ra sân ở trận tiếp theo gặp Hungary tối ngày 19 tháng 6. Nếu giành thêm một chiến thắng, Kroos và đồng đội sẽ trở thành đội đầu tiên lọt vào vòng knock-out. Kroos từng chia tay đội tuyển Đức nhưng quyết định trở lại hồi tháng 3 để tham dự Euro 2024, cũng là giải đấu cuối trong sự nghiệp của anh. Trước đó, Kroos đã tuyên bố từ giã sự nghiệp câu lạc bộ sau khi mùa giải vừa qua với Real Madrid. Không chỉ mang lại cho tuyển Đức những phẩm chất của một tiền vệ hàng đầu ở giữa sân, Kroos còn thể hiện cá tính của một thủ lĩnh. Theo huấn luyện viên Julian Nagelsmann, bài nói chuyện ngắn của Kroos giúp các đồng đội lấy lại bình tĩnh trước khi vào trận ra quân. Chương trình Sôi Động Cùng Euro cũng có một nhân vật luôn làm việc với trách nhiệm và quyết tâm rất cao, dù không phải lúc nào kết quả cũng như mong đợi. Đó chính là nhà tiên tri. Và hôm nay, nhân vật này cũng đang rất sẵn sàng để đưa ra dự đoán về trận đấu Thụy Sĩ gặp Đức. Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với dự đoán cùng Euro với nhà tiên tri Hunter Q của chúng ta. Và trận đấu ngày hôm nay Hunter Q dự đoán đó chính là lượt cuối của vòng bảng, trận đấu giữa Thụy Sĩ và đội chủ nhà Đức. Sau hai lượt trận đầu tiên thì đội chủ nhà Đức đã thị uy sức mạnh của mình bằng hai chiến thắng. Đó là chiến thắng 5-1 trước Scotland và sau đó là chiến thắng 2-0 trước các cầu thủ Hungary. Và đối thủ của đội tuyển Đức ngày hôm nay Thụy Sĩ thì họ cũng đã có được 4 điểm. Đó là chiến thắng 3-1 trước cầu thủ Hungary và một trận hòa trước Scotland. Vâng, và để quý vị và các bạn tiện theo dõi, chúng tôi xin được giới thiệu. Ở bên trái màn hình của quý vị và các bạn đó chính là quốc kỳ của đội Thụy Sĩ. Và bên phải màn hình của quý vị và các bạn đó chính là quốc kỳ của đội chủ nhà Đức. Và lúc này thì Hunter Q vẫn đang khởi động ở trên sân, liên tục di chuyển khắp các mặt sân để làm quen với sân vận động này. Và liệu ngày hôm nay thì Hunter Q sẽ dự đoán đội nào có được 3 điểm đây? Hay trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số hòa? Hãy cùng theo dõi màn dự đoán của Hunter Q quý vị nhá. Và như vậy là phần dự đoán của Hunter Q đã chính thức bắt đầu. Ngay từ những giây phút đầu tiên thì Hunter Q đã di chuyển ngay lập tức vào bát thức ăn bên phía của đội tuyển chủ nhà Đức rồi. Đấy là màn rỉa lông của Hunter Q mà thôi. Hunter Q chưa chọn ăn, vẫn đang gãi đầu gãi tai. Tuy nhiên Hunter Q vẫn chưa di chuyển ra khỏi bát thức ăn, vẫn đang ngồi tại bát thức ăn bên phía đội chủ nhà Đức. Liệu Hunter Q có di chuyển ra hay không thưa quý vị? Có vẻ như rất khó rồi. Hunter Q vẫn đang kiên định với việc ngồi ở trong bát thức ăn của đội chủ nhà Đức. Chúng ta hãy cùng chờ xem ở những phút tiếp theo thì Hunter Q sẽ như nào. Có vẻ như là ăn rồi thưa quý vị và các bạn. Ở góc quay vừa rồi tôi
có vẻ phát hiện ra là Hamtik U đã ăn thức ăn bên phía đội chủ nhà Đức rồi. Hãy cùng chờ xem một góc máy thuận lợi hơn. Có vẻ như đang nhai rồi thưa quý vị và các bạn. Vâng, như vậy là bộ phận hậu kỳ đã cho chúng ta thấy được là Hamtik U đã ăn thức ăn bên phía đội chủ nhà Đức. Và đó là sự lựa chọn của Hamtik U. Hamtik U đã lựa chọn đội chủ nhà Đức giành chiến thắng trong trận đấu này. Có lựa chọn của quý vị và các bạn là gì? Hãy để lại comment cho chúng tôi biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu muốn chứng kiến cả Thụy Sĩ và Đức cùng lọt vào vòng 2, chắc các bạn sẽ mong trận đấu giữa họ khép lại với tỷ số hòa. Còn nếu cổ vũ cho Scotland hoặc Hungary thì có lẽ bạn sẽ hướng đến những tỷ số thú vị hơn ở cặp đấu giữa hai đội đang đứng đầu bảng A. Vậy bạn chọn tỷ số nào cho trận đấu này? Hãy comment điều đó dưới video này cho chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở số tiếp theo.